Xin chào tất cả các em học sinh. Chào mừng các em học sinh đã quay lại với kênh Cô Giáo An học online miễn phí. Hôm nay thầy và các em cùng học tới bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau song song đi. Hạ thành rơi của đường tàu cho ta hình ảnh của hai đường thẳng song song. Đây là hình ảnh của hai đường thẳng song song. Các tia nắng mặt trời và tia sáng từ mái hàng cho ta hình ảnh của các tia. Đây, hình ảnh các tia này các em, những tia màu trắng trắng này này. Đây, hình ảnh của các tia này, một nhỏ, hai đường thẳng cắt nhau song song. Nè, cho hình chữ nhật ABCD ở hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD, AB và DC, AB, AD, AB và CD. Đây, nó có một điểm chung là gì các em? Một điểm chung là cái điểm A này. Nè, AB và AD có một điểm chung. Có một điểm chung. Còn AB và DC thì nó không có điểm chung nè. Mặc dù nó có kéo dài cái bao nhiêu nữa thì nó cũng không có điểm chung. Thì chúng ta trả lời AB và CD không có điểm chung. Không có điểm chung. Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng. Là AD và AB thì chúng ta nói là cắt nhau. Còn A thì nó là giao điểm của hai đường thẳng. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau. Là AB và DC không có điểm chung nào thì ta nói là AB song song với DC. Tương tự như vậy, chúng ta có AD song song với BC. Ví dụ 1, trên hình 2A ta có hai đường thẳng A và B cắt nhau tại giao điểm A. Trên hình 2B ta có hai đường thẳng C và D song song với nhau. Hình này 2A có hai đường thẳng A và B cắt nhau tạo giao điểm A này. Đó, hình 2B có hai đường thẳng C và D song song với nhau. Chúng ta vào phần thực hành. Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau. A, đường thẳng CD cắt đường thẳng MN. Đường thẳng rồi B, đường thẳng EF song song với đường thẳng MN. Rồi, đường thẳng CD cắt đường thẳng MN. Chúng ta có thể vẽ như sau. C, CD đây. Đó. Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN. Còn đường thẳng EF song song với đường thẳng MN. Này, E, F, đó, à, đường thẳng E song song với MN. Chú ý, từ nay về sau khi nó hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt. Thì có thể là có hai đường thẳng trùng nhau các em.
Này. A. B. C. D. Đó, đây, tức là A, B với CD trùng nhau được em. Đó, từ nay về sau khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt. Đó, thì nó không được trùng nhau nha các em. Nó chỉ có cách nhau hoặc là song song với nhau, chứ nó không có trùng nhau nha các em. Chúng ta coi phần hai nhỏ. Tia. Phần hai tia, ta cứ hiểu đường thẳng hình 3 là XY. Trên đường thẳng đó ta lấy điểm O. Ta có hai tia OX và OY. Đó, ta lấy điểm O. Ta có hai tia OX và OY nè. Các em tưởng tượng á, đường thẳng á, nó sẽ là dài vô tận. Đường thẳng nó dài vô tận mà chúng ta không thể hiện hết. Đó, đầu này cũng dài, đầu này cũng dài cái. Bây giờ giả sử chúng ta có một con dao, chúng ta chặt nó ra thành làm hai. Thì lúc này chúng ta sẽ được một cái đường như thế này. Đây, đây đây là hình ảnh của một tia. À, điểm này là gốc. Đây, 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 đây. Còn đây là ngọn. Đây, này là tia O, tia O y, thì O là gốc, y là nhọn. Một điểm O trên một đường thẳng, chia đường thẳng đó thành hai phần. Mỗi phần gọi là một tia gốc O. Rồi, chú ý từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O. Điểm O đây, chúng ta kẻ đường thẳng về một phía của một điểm O thì để biểu diễn được, chúng ta sẽ được một tia gốc O. Nếu A là một điểm tùy ý trên tia OX, ta có thể gọi tia OX là tia OA. Đó, có thể gọi tia OX hoặc là tia OA cũng được. Okay. Khi viết đọc tia, ta phải viết hoặc đọc gốc. Đọc cái gốc trước. Đọc cái gốc của tia trước. Gốc của tia chúng ta đọc trước. Có nghĩa chúng ta đọc là tia tia OX. Chúng ta không được đọc, chúng không không được nói là tia XO. Mình phải đọc cái gốc trước. Tia OX. Cái gốc của tia chúng ta đọc trước. Ví dụ 2. Trên hình 5, ta có tia OX cũng là tia OA, OB. Tia OA, OB. Đó, này là tia OX này. Rồi, tia OA. Thì tức là A là cái ngọn, O là cái góc rồi, tia OB nó đó thì là cái này, O là góc, B là ngọn, tia OX thì chúng ta kéo dài thì nó sẽ đi qua điểm này nữa, nó chỉ kéo dài về cái hướng bên này thôi chứ nó không kéo dài về cái hướng bên này nha các em. À, bởi vì tia tia là một đầu cố định. Còn cái ngọn á, thì nó sẽ dài vô tận. Và khi đọc, chúng ta sẽ đọc cái điểm gốc trước. Vận dụng. Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song cắt nhau trong thực tiễn. Hình ảnh các đường thẳng song song. Các em có thể thấy là hai đường dây điện nè. Đường truyền dây điện đó các em. Trên cái trụ điện đó là thấy, chúng ta thấy là hai đường dây điện hoặc là
hoặc là như kem, hoặc là hai cái mép bàn, hình chữ nhật, hoặc là hai cạnh bàn. Ví dụ hai cạnh bàn này các em. Đó, đây là hai cạnh bàn, là hai đường thẳng song song nè. Cái hình ảnh về tia trong thực tiễn như tia sáng từ điện pin này, hoặc là các em cái đèn bẹp đèn bẹp một cái súng mà có cái đèn tia laser đó các em. Đó đó là những hình ảnh trong thực tiễn nha, các em. Đó là phần lý thuyết. Sau khi chúng ta đã học xong phần lý thuyết thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập nha các em. Bài 1, em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng. Qua hai điểm A và B phân biệt có vô số đường thẳng. Nó chỉ có một đường thẳng. Không có đường thẳng nào. Nào, qua hai điểm A và B phân biệt. Điểm A và B phân biệt thì chúng ta thấy là nó chỉ có một đường, chúng ta chỉ thấy là nó chỉ có một đường thẳng qua hai điểm thôi các em. Như vậy chúng ta chỉ chọn phương án B. Bài 2, vẽ hình cho các trường hợp sau. Câu A, hai đường thẳng B và Q cách nhau tại điểm M. Bài 2A thì P và Q cách nhau tại điểm M. Các em vẽ vào vở nha. Đường thẳng P nè, Q nè, cách nhau tại điểm M. B, đường thẳng A cắt hai đường thẳng M và N theo thứ tự tại X và Y. Thì trong hai trường hợp, đường thẳng A cắt hai đường thẳng M và N theo thứ tự X và Y. Trong hai trường hợp M và N cắt nhau hoặc M và N song song với nhau. Ở trường hợp 1. M và N và đường thẳng A cắt hai đường thẳng M và N theo thứ tự tại X và Y. Đường thẳng A đây. Đường thẳng A cắt hai đường thẳng M và N theo tốc độ tại X và Y. Này, cắt M tại X và N tại Y. M tại X. Đấy, X đây. X đây. Và Y đây. Và Y đây. Cắt M tại X này, cắt N tại Y này. Đó, thì các em phải cẩn thận nha các em. Rồi, tới trường hợp M2 thì là sao? Cái này là M N đường thẳng
A và đường thẳng A. Đường thẳng A chắc hai đường thẳng M và N theo tốc độ tỏa x. Đây, các tại tại x, n tại y. Đây, đây, đường thẳng là chỗ in chỗ chỗ thường, còn điểm là chỗ in hoa nhé các em. Ở đây, m tại x này, n tại y này. Đây là y. Đó là bài 2 nha các em. Chúng ta sang bài 3. Chúng ta vào tới bài 3. Đếm số giao điểm tạo bởi 3 đường thẳng trong mỗi hình sau. Thì câu A thì là 3 đường thẳng là song song với nhau. Cái này là không có giao điểm. Không có giao điểm. Về câu B thì nó có hai giao điểm được các em, thì các em trả lời là có hai giao điểm. Ở câu C thì là có một giao điểm, có một giao điểm. Trường hợp còn hình D này sao? D là có ba giao điểm, có ba giao điểm. Rồi, chúng ta tới bài 4. Trở tên các tia có góc là M trong hình sau. Có góc là M. Nhưng mà chúng ta phải đọc M trước. Chúng ta có tia thứ nhất là MF. Có tia tiếp theo là MH. Các em trả lời là tia có góc là M trong trong hình đã cho là cái gì? MF. Tiếp theo là MH. Tia có góc M trong hình đã cho là MF và MH, MF và MH. Như vậy là chúng ta đã làm xong bài tập và cũng xong luôn bài của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Chúc các em học tốt. Nếu các em thấy video này hay và hữu ích, các em hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé.